Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Trấn Thành khiến dân mạng cười nghiêng ngả khi đáp trả cực phủ màn thả thính của Harry Won. Những ngày vừa qua, Thích Em Hơn Nhiều là ca khúc đang nhận được sự yêu thích của khán giả. Đây là dự án âm nhạc của nam ca sĩ Grand Event, người từng hợp tác với KICM trong ca khúc Fever, cũng rất được yêu thích trước đó. Chỉ sau ít ngày phát hành, Thích Em Hơn Nhiều đã xuất hiện trên các mạng xã hội âm nhạc vì giai điệu và ca từ đậm chất thả thính. Mới đây, Harry Won cũng cho thấy mình là một khán giả u mê ca khúc này. Nữ ca sĩ đã đăng tải đoạn clip ngồi cạnh bên Trấn Thành và các câu hát "Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không?". Tưởng chừng với sự ngọt ngào và đáng yêu trong giọng hát, Harry Won sẽ được Trấn Thành đáp lại. Ấy vậy mà nam MC lập tức hét lên không và bỏ đi một nước khiến Harry Won chỉ biết lặng lặng nhìn theo. Mặc dù chỉ là đoạn clip đùa vui được ghi lại với mục đích gửi đến khán giả, thế nhưng độ ngọt ngào của cặp đôi Trấn Thành Harry Won là không thể phủ nhận. Sau nhiều năm yêu nhau, cặp đôi vẫn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn, chứng tỏ sự mặn nồng theo năm tháng. Về phía Harry Won, khán giả vẫn đang rất trông chờ sự trở lại của cô trên đường đua âm nhạc. Đã rất lâu rồi, Harry Won không phát hành bất kỳ một sản phẩm âm nhạc nào mới, mà chỉ tập trung vào các dự án game show truyền hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.